Okay. Say hi. Thôi đang thì đang chiếu từ từ nè. Đó, trong bếp, này, trong bếp. Đang làm bếp. Trời ơi, tôi làm ô xin mày có mũ à. Đây là ra mới đến nhà trên núi. Thuê nhà trên núi. Anh em trên đường đi chỉnh phá. Trời nóng quá, 90 mấy độ trên này. Này nói ai coi chừng đi nhá. Mình đang ngồi thì mình một cái cho này ra bên này. Đứa nào không nghe ngủ gần trên cầm một thước em cứ xuống sau. Cái cây này to lắm, dốc leo nổi không nè? Bắt quỳ ra ngoài trường mấy con học nhà phía trên, thấy có bên trong hội mà có hiệp hội tín mẫu, hội trung tâm tín hành không ở bên anh của mình. Đây là Osim, Osim mới mới mướn tới. Mướn từ Osim à. Ok, đây là phòng của Bình Hương với lại Trina. Đây đi xuống lầu. Đây là cửa chính. Đây là toilet. Đây là phòng lớn. Tối nay phòng này là dành cho đôi uyên ương 40 năm. Vừa mới 40 năm cần được hấp hôn trở lại. Honeymoon. Tonight honeymoon night. Nó có patio riêng. Chụp hình nghe nhau. Chị đâu rồi? Chị Phương Mỹ đâu rồi? Xuống mình cùng đi à. Xuống nước lạnh. Chị Mỹ ơi.